Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hợp tác xã ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, những luống chè xanh thẳng tắp như thế này, những búp chè non xanh mơn mởn tạo nên một màu xanh trù phú cho mảnh đất Tân Cương, Thái Nguyên. Ít ai biết rằng nơi đây rất nhiều năm về trước từng là mảnh đất chỉ trồng ngô, trồng sắn, đời sống người dân vô cùng khó khăn. Chính những cây chè này đã khoác lên một màu áo mới cho mảnh đất nơi đây. Tuy nhiên, nhờ có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thôi là chưa đủ, mà còn phải nhắc tới bàn tay, khối óc của những người nông dân nơi đây, đặc biệt là sự ra đời của những hợp tác xã đã giúp phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên, xây dựng nên thương hiệu của một vùng đất đệ nhất danh trà. Và cụ thể như thế nào, hãy cùng khám phá trong chương trình Hợp tác xã ngày hôm nay của chúng tôi. Thái Nguyên, vùng đất được mệnh danh là đệ nhất danh trà. Với địa thế là vùng đất bán sơn địa, thiên nhiên đã khéo tạo ra một vùng sinh thái mang đặc trưng tiểu khí hậu ôn hòa. Dãy Tam Đảo như bức tường thành, chắn nắng và gió. Nhờ thế, những đồi chè đón nhận trọn vẹn nắng sớm bình minh và tránh được bức xạ mặt trời khi về chiều. Đất là yếu tố quan trọng tạo nên vị chè. Nền đất ferrite và phù sa cổ với độ pH vừa đủ và nguồn nước tưới từ sông Công, sông Cầu, hồ núi Cốc đã tạo nên vị trà thanh đượm. Vị chát nhẹ và ngọt hậu hiếm nơi nào có được. Thái Nguyên thì về mặt thổ nhưỡng và khí hậu thủy văn của Thái Nguyên rất là phù hợp đối với cây chè. Chính vì cái thổ nhưỡng nó phù hợp như vậy và nó tạo ra một cái sản phẩm rất là nổi tiếng mà chúng ta vẫn hay biết là cái danh sinh của chè Thái Nguyên là đệ nhất danh trà. Chè Thái Nguyên thơm ngon và có chất lượng rất là cao. Chất lượng thì hương thơm vị đậm chè Thái Nguyên khác hẳn với các vùng chè khác. Có thể chúng ta chỉ cần đi cái cách tỉnh Thái Nguyên uống một cái loại chè của một cái địa phương khác thì chúng ta thấy ngay phân biệt rất là rõ về cái hương thơm vị đậm, về cái hàm lượng, về cái tinh dầu. Những búp chè thơm ngon được kết tinh từ lợi thế thiên nhiên qua bàn tay con người đã được nâng cao giá trị. Toàn tỉnh Thái Nguyên đến hết năm 2021 có hơn 22.400 hectare chè, với sản lượng đạt trên 244.500 tấn một năm. Giá trị sản phẩm thu được bình quân trên một hecta chè đạt 270 triệu đồng một hecta. Cây chè được xác định là loại cây làm giàu cho người nông dân Thái Nguyên. Doanh thu của chè Thái Nguyên cũng là một cái lợi thế rất là tốt cho người dân Thái Nguyên, đem lại một cái số lượng gọi là rất là lớn, bởi vì với 22.000 hecta chè của Thái Nguyên với cái mức giá trung bình quân từ 300 đến 500 nghìn đồng trên kg chè thì có thể nói là chúng ta có một con số rất lớn về hiệu quả kinh tế. Cá biệt có những sản phẩm đặc sản của Thái Nguyên có giá trị lên tới hàng chục triệu trên một kg, thì chỉ qua con số đó ta thấy rằng là cái hiệu quả đem lại cho người dân rất là lớn và tạo ra một cái số lượng việc làm tới hàng trăm nghìn việc làm cho người dân Thái Nguyên từ cái việc mà sản xuất chè. Để khai thác giá trị cây chè, Thái Nguyên đã hình thành 52 hợp tác xã sản xuất và kinh doanh chè. Các hợp tác xã đã đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết người dân sản xuất theo quy trình, tiếp cận với những chính sách, cơ hội đầu tư, giới thiệu sản phẩm chè ra thị trường trong và ngoài nước. Đời sống của người trồng chè từ đó được cải thiện đáng kể. Từ khi mà tham gia vào hợp tác xã, tôi cũng thấy là sản phẩm cái đầu ra của mình thì nó được ổn định và chúng tôi mọi cái là được hiểu biết về cái phần từ chăm bón cây chè đến mọi kỹ thuật chế biến rồi sao rồi đảm bảo an toàn mọi cái để đưa ra dòng sản phẩm để khách đạt được những cái tiêu chuẩn mà tối ưu nhất. Từ khi thành lập hợp tác xã thì chính bản thân của mình và của thành viên trong hợp tác xã đều có ý thức và cũng được tập huấn qua nhiều lớp tập huấn để làm sao từ khâu chăm bón này, khâu thu hái và khâu ra thành phẩm theo quy trình đến đạt đến độ an toàn thực phẩm nhất, bảo vệ sức khỏe con người. Đến năm 2020, Thái Nguyên đã có 60 sản phẩm ô cốp từ chè xếp hạng từ 3 đến 4 sao từ khắp các hợp tác xã. Sản lượng chè búp tươi đạt gần 250.000 tấn, qua chế biến đạt gần 50.000 tấn, đã mang lại giá trị từ sản phẩm chè là trên 5.400 tỷ đồng. Thu nhập bình quân mỗi hộ sản xuất tham gia các hợp tác xã chè đạt 10 triệu đồng một hectare.
Thưa quý vị, nói tới hương vị của chè Thái Nguyên thì phải nhắc tới một đặc điểm, đó là tiền chát, hậu ngọt. Với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi của mảnh đất này thì đã tạo nên một cái hương vị độc đáo như thế. Xung quanh là bao bọc bằng những cái vùng đồi núi xanh và có những khe suối chảy qua đã tạo cho chè Thái Nguyên có một hương vị độc đáo. Và nhắc tới chè Thái Nguyên thì không thể nhắc tới vùng chè Tân Cương, một trong 9 vùng chè trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên. Và với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu thuận lợi như vậy, cùng với những lao động lành nghề mà Tân Cương đã tập hợp rất nhiều những hợp tác xã về đây để phát triển thương hiệu chè. Và cụ thể như thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu mô hình của hợp tác xã chè Hương Vân. Vùng chè Tân Cương là một trong 4 vùng chè ngon nhất của Thái Nguyên, nằm trải dài trên các xã Tân Cương, Phúc Triều, Phúc Xuân của tỉnh Thái Nguyên, với diện tích đạt 1.300 hectare chè. Trên những nương chè ở xã Phúc Triều, từ sáng sớm, các thành viên hợp tác xã Hương Vân Trà đã làm việc. Để tạo ra những búp chè thơm ngon, chè phải được hái từ buổi sáng sớm và chỉ hái tới khi mặt trời lên. Từ 5 rưỡi sáng khi mà mặt trời chưa lên, sương nó còn đọng trên lá chè. Đó, cái lúc đó là thời điểm mình hái chè sẽ là đọng lại những chất dinh dưỡng tốt nhất cho sản phẩm. Có những hôm mà sương nó đặc quá thì mình sẽ đi muộn hơn một chút, nhưng mà cái quan trọng là sương nó còn đọng lại trên lá chè, và cũng như là thời tiết chưa có ánh nắng mặt trời. Đấy, lúc đấy là cái chất dinh dưỡng trong trà nó sẽ còn giữ nguyên trong đó. Vất vả mình phải chăm sóc thì lại hái, thu hái, không hái nữa, không làm thì trời nó sẽ quá mất ngon, còn cái ngon của trà nữa. Giống chè được hợp tác xã Hương Vân Trà lựa chọn là chè Lai F1, hay còn gọi bằng cái tên rất hay, đó là Thanh Trà. Giống trà này được tạo ra từ cây mẹ Đại Bạch Trà, là một họ trà đắt đỏ và ngon bậc nhất tại Trung Quốc, đem lai tạo với cây bố PH1 có năng suất cao, xuất xứ từ Ấn Độ. Cái tên Thanh Trà được đặt cho các cây Lai F1 vì trà có hương vị thanh khiết và nước trà rất xanh. Riêng về chè Thái Nguyên thì cũng may mắn là trời đất ban tặng cái thổ nhưỡng để có thể trồng những cây chè xanh mướt như thế này, và kết hợp với lại nghệ nhân sao chè. Nó hòa quyện lẫn nhau để đưa ra những cái sản phẩm không ở đâu có được, ở cái hương vị đó, cái độ ngậm đậm ngậy đó, và cũng là hương thơm như thế. Cùng một chén chè nhưng mà mình uống cái chè lơi khác thì cái mùi vị mới lại cái độ hậu nó khác hẳn của Tân Cương. Gia đình bà Nguyễn Thị Nga cũng như nhiều hộ dân tại xã Phúc Triều đều có truyền thống làm chè nhiều thế hệ. Bí quyết của những người nông dân trồng chè ở Tân Cương không chỉ nằm ở sự tỉ mỉ trong từng khâu, mà còn là sự kết hợp kinh nghiệm lâu năm của gia đình với những kiến thức mới khi vào hợp tác xã Hương Vân Trà. Tức là được học như thế thì mình giúp ích cho mình, là mình hiểu biết thì mình chăm sóc cho cây chè nó tốt và nó đảm bảo với lại chất lượng của chè mà hợp tác xã yêu cầu mình. Chăm sóc thì nó phải đúng theo thời gian, ví dụ hái xong rồi là chúng ta phải bón phân xong là phun, tính thời gian phun thuốc. Thế mà sơ chế là kỹ thuật chế biến thì là phải làm cẩn thận, và cái chất chè là do cách chăm bón thì phải bón đều ấy chứ, thì mới đảm bảo được chất lượng của chè nó độ đều đều, lúc nào nó cũng đều. Trong các loại trà ngon của Thái Nguyên phải kể tới 3 sản phẩm trà nổi danh, đó là trà móc câu, trà nõn tôm và trà đinh. Mỗi loại trà sẽ có kỹ thuật thu hái hoàn toàn khác nhau. Trà móc câu là những búp chè một tôm, hai lá non. Trà nõn tôm là những búp chè nhỏ hơn, được hái theo quy cách một tôm, một lá non. Trà đinh là loại trà thượng phẩm. Yêu cầu với một búp chè đạt chất lượng, đó là nõn chè phải xoắn chắc, nhỏ và nhọn như đầu đinh. Với mỗi loại trà, lại có cách chăm sóc hoàn toàn khác nhau.
khi mà khách yêu cầu là cái lứa trà này tôi muốn đặt là 50 cân hoặc 30 cân cái dòng trà tôm nõn thì mình sẽ hái theo quy trình trà tôm nõn. Đặt theo trái đinh thì mình sẽ hái theo trái đinh. Và cũng là khi mà mình hái trà đinh xong rồi thì mình có thể đi nhặt lại, cho công nhân đi nhặt lại sản lượng và cái sản phẩm đó giá thành hơn so với cái sản phẩm trà đinh. Đến được bón thì là mình phải dậy sớm, là đi làm sớm, bón cho nó kịp. Ví dụ cái mảnh hôm nay là cái mảnh này phải bón đúng cho nó đúng ngày hôm nay, phải giúp bạn là nó cho nó hết. Trà Thái Nguyên sau khi thu hái sẽ được sao khô, lên hương và đóng gói. Mỗi công đoạn đều yêu cầu kiến thức, kinh nghiệm và bí quyết riêng của từng gia đình. Chè thành phẩm phải đều búp, màu xanh đen, dậy vị thơm. Nước chè khi pha ra phải có màu vàng xanh, đượm vị cốm, vị ngậy, uống vào hơi chát, sau đó đọng lại vị ngọt trong khoang miệng. Đó là vị riêng mà có lẽ chỉ có những nương chè tại Tân Cương mới có được. Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi thì có lẽ không cần phải nói thêm nhiều nữa. Chúng ta đã hiểu vì sao Tân Cương được mệnh danh là mảnh đất của đệ nhất danh trà. Với những điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, cùng bàn tay khối óc của những người nông dân và đặc biệt là sự liên kết của các hợp tác xã đã giúp cho cây chè trở thành một loại cây trồng kinh tế mũi nhọn của thành phố Thái Nguyên nói chung và của xã Tân Cương nói riêng. Với khoảng 130.000 hecta chè, năng suất đạt khoảng 150 tạ trên một hecta thì cây chè thực sự đã thay đổi đời sống của người nông dân nơi đây. Nói tới những sản phẩm chè của mảnh đất Thái Nguyên thì có rất nhiều những chủng loại khác nhau như là trà nõn, trà tôm hay là trà đinh. Tuy nhiên, cao cấp và thượng hạng nhất phải nói tới sản phẩm trà đinh. Trà đinh là những búp chè xoắn chặt còn cuộn tròn và có hình dáng nhọn như một chiếc đinh. Ở đây được gọi là một sản phẩm chè mà kết tụ được tất cả những cái tinh túy cũng như chất dinh dưỡng của đất trời, có một hương vị vô cùng độc đáo. Để sản xuất ra trà đinh thì quá trình chăm sóc, kể cả thu hái cũng thực hiện hoàn toàn thủ công và vô cùng cầu kỳ, ngay cả cho tới cả khâu chế biến hay là thưởng thức như thế nào. Và đây cũng là dòng sản phẩm mà hợp tác xã Hương Vân Trà vô cùng chú trọng. Cụ thể như thế nào? Hãy cùng theo dõi trong phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Những luống chè vừa tròn 3 năm tuổi. Ở độ tuổi này, chè được đánh giá là giàu chất dinh dưỡng nhất. Chúng được tuyển chọn để sản xuất ra trà đinh, loại trà được mệnh danh là thượng hạng. Để trồng ra trà đinh, vùng trồng được lựa chọn rất cẩn thận. Hái trà thường này thì mức độ chăm bón nó cũng chỉ như bình thường thôi, nhưng mà trà đinh thì mình lại còn phải phụ thuộc vào cái chất, không phải là trà bãi nào cũng làm được trà đinh. Có bãi nhìn thì rõ là đẹp, nhưng mà thật ra chăm bón nó không được đến nơi đến chốn. Ví dụ chăm bón mà nó không đủ chất thì rang ra nó cũng không thành được. Chất nó sẽ không đảm bảo, nó không có vị cốm, vị đậm. Điều làm nên giá trị của trà đinh chính là nguyên liệu. Những búp chè non được lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ. Yêu cầu với một búp chè đạt chất lượng, đó là nõn chè phải xoắn chắc, nhỏ và nhọn như đầu đinh, đều nhau. Không chỉ quý, mà trà đinh còn rất hiếm. Sản lượng chỉ bằng 1/10 so với trà móc câu, 1/5 so với trà nõn. Mình hái theo đúng quy trình như là một cái nõn chè và một cái lá đang nhú lên như thế này nhé. Thì khi pha ra nó như hạt gạo cuộn tròn. Cái người mê trà mà thưởng trà, mà hiểu sâu về trà ấy, khi thưởng thức một ấm trà này, khi người ta rót trà ra và người ta nhìn cái bã trà thôi là người ta đã biết rằng là cái dòng sản phẩm này nó cao cấp và nó chất lượng. Để tạo nên hương vị của tách trà đinh, công đoạn sao chè, lên hương cũng vô cùng quan trọng. Công đoạn này sẽ quyết định mùi hương, màu sắc nước trà. Nếu để non lửa, chè có mùi ngái, nước đục. Nếu để già lửa, sẽ dẫn đến cháy, nước đỏ. Nếu mà làm trà móc câu hoặc là trà tôm ấy, thì nhiệt độ bao giờ cũng phải là cao hơn. Đấy, và những vòng quay của nó cũng lâu hơn. Nhưng làm chè đinh hái non mà, cho nên là nhiệt độ của lửa bao giờ cũng nhẹ hơn, và những cái vòng quay của nó cũng nhẹ hơn, cũng rút ngắn hơn so với những cái công đoạn của làm cái chè tôm hoặc chè nõn. Chè đinh hương thành phẩm sao xong phải có màu xanh đen, các vân xoắn vào nhau, trong từng nõn chè phải thật xoăn chắc.
So với các loại trà khác, trà đinh mang đến hương vị chát dịu, dần dần là vị ngọt thơm đọng lại ở đầu lưỡi. Khi pha, trà mang lại màu nước trong, vàng xanh và sáng cùng hòa quyện. Về cái chất lượng về của cái dòng trà đinh hảo hạng ấy, thì bao giờ cũng thế, cái cánh trà này, cái cánh trà nó săn tít vào và nó sẽ có màu đen, đen xanh óng ánh. Đây, đen xanh óng ánh. Và khi pha ra cái màu nước của nó là sẽ có sánh vàng. Vị của nó đậm hậu rất lâu. Và cái hương thơm của nó, nếu mà để nói rõ ràng hơn thì cái người thẩm trà lâu năm, cái người yêu trà, người ta mới phát hiện ra được cái sự tinh túy. Để quảng bá cho sản phẩm chè, các hợp tác xã chè tại Thái Nguyên đều lập nên không gian thưởng trà để mang nghệ thuật trà đến gần hơn với khách hàng và du khách đến với Thái Nguyên. Đó cũng là nét riêng trong chặng đường các hợp tác xã chè đồng hành với người nông dân, phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trà đã đi vào tâm hồn người Việt một cách tự nhiên từ bao nhiêu đời nay. Thưởng trà cũng trở thành một thứ văn hóa, một loại hình nghệ thuật vô cùng tinh tế. Và ở xứ sở của danh trà, tất nhiên rồi, người dân cũng đã phát triển nghệ thuật thưởng trà trở thành một thứ văn hóa ăn sâu vào đời sống tinh thần của mình. Và thì ngày hôm nay, chị Hương Vân cũng sẽ cùng hướng dẫn cho tôi cũng như là quý vị khán giả cùng hiểu hơn về không chỉ là sự thơm ngon của những búp chè ở Thái Nguyên mà còn là văn hóa thưởng trà của những người sinh ra ở mảnh đất danh trà. Chị Vân ơi, để thưởng thức được hết hương vị của trà đinh thì cái công đoạn thưởng trà, pha trà nó phải thực hiện qua những cái công đoạn cầu kỳ như thế nào ạ? Thì cái trà đinh này mình trước khi pha trà mình cho tráng ấm để cho nóng già bên ngoài, em sờ cảm giác là cái ấm này nó nóng ran lên. Đó, sau đó mình sẽ rót cái nước này ngâm ra chén. Sau đó mình sẽ thả trà vào đây. Thả trà vào đây và đậy nắp vào. Áng chừng độ khoảng chưa được một phút thì mình sẽ mở cái nắp ấm ra. Đó, mở cái nắp ấm ra và mình đưa lên mũi ngửi. Đây. Đó gọi là thưởng hương đấy. Đấy, khi nó đã lên hương trong cái ấm trà này rồi. Thì ta sẽ cho nước vào, mình sẽ đổ nước vào. Nước, nhiệt độ nước chỉ được 85 độ C là vừa. Vừa độ để pha một ấm trà đinh. Em thấy chị cũng có một cái không gian thưởng trà thực sự rất là công phu. Và lý do vì sao mà chị lại quyết định là không chỉ bên cạnh cái việc kinh doanh trà đâu mà mình lại tạo lập nên cả một cái không gian như thế này ạ? Cái sản phẩm của Thái Nguyên nó là một đặc sản của một tỉnh mà đã được mang ra thế giới, đã được công nhận rằng là đệ nhất danh trà, thủ phủ của trà. Và cũng là thế thì hà cớ gì mình chỉ là bán cân trà thôi, đúng không? Mình chỉ là bán, nếu mà để mà bán một cân trà thôi thì kiếm cái đồng tiền thôi thì nó lại là một cái góc độ khác. Nhưng khi mình ý tưởng và xây dựng một cái ước mơ để làm sao để khi được nhận lại những cái điều giá trị hơn trên cái bán một cân trà, hai cân trà, 1.000 cân trà cũng không thể bằng một chén nước khi mình pha, tự tay mình pha và mình mời khách của mình, anh em bạn bè và khách hàng khắp ba miền Tổ quốc thân yêu khi đến Thái Nguyên. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của chị và cũng chúc cho nhân dịp đầu xuân năm mới thì hợp tác xã Hương Vân Trà cũng sẽ ngày càng phát triển và đặc biệt là phát triển hơn nữa cái nghệ thuật thưởng thức trà của Thái Nguyên để xứng đáng với cái thương hiệu của đệ nhất danh trà. Cảm ơn em.